Bản tin trưa ngày 13 tháng 1 Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev lấy bom trùm ra đe dọa Thủ tướng Anh Rishi Sunak Vương quốc Anh trở thành quốc gia đầu tiên trong G7 ký thỏa thuận hợp tác an ninh với Ukraine Nga bắt người bị nghi tuồn thông tin cho tình báo Ba Lan Mỹ cho biết hầu thì bắn hỏa tiễn đạn đạo về phía tàu thương mại nhưng bắn trượt Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi Houthi ngừng ngay các cuộc tấn công vào tàu bè ở Biển Đỏ. Báo cáo Giải Gaza bị mất Internet gần như hoàn toàn. Đức bác bỏ cáo buộc diệt chủng nhằm vào Israel. Chủ tịch Cân hàng Trung ương châu Âu lo Trump sẽ tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Các chuyên gia an ninh cảnh báo Trung Quốc sẽ tăng cường can thiệp vào Đài Loan sau bầu cử. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa ngày 13 tháng 1 năm 2024 của DKN Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính của bản tin Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà xanh san tuyết sùng đô Trà có vị đậm, chát nhẹ, ngọt hậu và rất được nước Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573 Xin trân trọng cảm ơn Thưa quý vị, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, gọi anh là kẻ thù truyền kiếp của Nga và dùng bom chùm để đe dọa phái đoàn Anh, cũng như Thủ tướng Rishi Sunak, người có chuyến tâm Kyiv vào hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng 1. Trên tài khoản Telegram của mình, ông Medvedev viết, Công chúng phương Tây sẽ phản ứng thế nào trước việc phái đoàn Anh bị tấn công bởi bom chùm ở trung tâm Kyiv, như đã xảy ra với thường dân Belgorod của chúng ta? Quan chức ca đề cập đến cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố Belgorod của Nga vào cuối tháng 12 trong đó Nga cáo buộc Ukraine sử dụng bom trùng. Trong chuyến thăm hôm thứ Sáu, Thủ tướng Anh Sunak đã công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 2,5 tỷ bằng Anh, tương đương gần 3,2 tỷ USD cho Ukraine. Đồng thời nhấn mạnh, Vương quốc Anh sẽ sát cánh cùng với Kyiv trong những giờ phút đen tối nhất và trong những thời điểm tốt đẹp hơn sắp tới. Trong thông điệp trên tài khoản Telegram của mình, ông Medvedev nói thêm rằng, nếu Anh khai triển quân đội ở Ukraine. Điều đó đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Nga. Tuy nhiên hiện chưa có báo cáo nào cho thấy phương Tây sẽ điều quân sang Ukraine. Ông Medvedev được biết đến là người có quan điểm diều hâu. Thời gian qua, ông cậy Nga có vũ khí hạt nhân nên đã liên tục dùng nó để đe dọa các nước phương Tây. Cũng liên quan đến chuyến tâm của Thủ tướng Anh đến Kyiv. Ngày 12 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã ký kết thỏa thuận hợp tác an ninh Anh-Ukraine. Với thỏa thuận này, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên thuộc nhóm G7 thực thi cam kết cung cấp bảo đảm an ninh song phương cho Kyiv mà các bên đạt được tại thủ đô Vilnius của Litva vào năm ngoái. Truyền thông Ukraine cho biết thỏa thuận có hiệu lực 10 năm. Nội dung thỏa thuận chủ yếu tăng cường khả năng quân sự cho Ukraine, bảo vệ cơ sở hạ tầng, hợp tác quốc phòng, tái thiết Ukraine. Ngoài ra còn có biện pháp buộc những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh phải bị trừng phạt thích đáng. Trong một động thái khác, cơ quan an ninh Nga FSB ngày 12 tháng 1 thông báo đã bắt một công dân Nga vì đã tuồn thông tin cho tình báo Ba Lan. FSB nói, người này làm việc tại một doanh nghiệp có độ nhạy cảm an ninh cao ở tỉnh Penza. Đã chủ động liên lạc với một nhân viên tình báo Ba Lan và chuyển thông tin về doanh nghiệp nhà nước nói trên để đổi lấy việc được hỗ trợ di cư ra nước ngoài. Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrei Shekna nói với trang tin tức Onet rằng báo cáo của Nga đưa ra là tin giả. Hiện, FSB cho biết giới chức Nga đã mở vụ án hình sự về tội phản quốc đối với người bị bắt ở tỉnh Penza. Theo luật pháp Nga, người phạm tội này có thể bị kết án tối đa là tù trung thân. Chuyển sang tin tức cập nhật căng thẳng tại Trung Đông. Sau khi bị Liên minh Mỹ, Anh tập kích ồ ạt vào tối thứ Năm ngày 11 tháng 1 để trả đũa việc hào thi liên tục tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Trung tướng Douglas Sim II, chỉ huy tác chiến liên quân của Ngũ Giác Đài cho biết, phiến quân hầu thi hôm thứ Sáu đã đáp trả bằng cách bắn ít nhất một hỏa tiễn đạn đạo chống hạm về phía tàu thương mại nhưng bắn trượt. Một quan chức Mỹ giấu tên được CNN trích dẫn cho biết hỏa tiễn đã được bắn về phía tàu MT Khalisa ở Vịnh Aden Trước đó, chỉ huy quân sự Houthi thông báo nhóm này đang tấn công lực lượng của Mỹ và Anh trong khu vực để đáp trả. Thiếu tướng Abdul Salam Zahaz của Houthi tuyên bố hùng hồn rằng hành động tàn bạo của Mỹ, Anh và Israel đã bị đáp trả. Một trận chiến lớn giờ bùng phát ở Biển Đỏ và chắc chắn một số chiến hạm Mỹ, Anh đã trúng đòn. Tướng Zahaz cũng cam kết Houthi sẽ không dừng tấn công tới khi các người rời khỏi khu vực, không ngừng ra đòn tới khi nào các người thấy tử nhục. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Houthi Hussein al Azzi cảnh báo Mỹ và Anh sẽ phải chuẩn bị trả giá đắt và gánh chịu mọi hậu quả thảm khốc của hành động xâm lược trắng trợn này. Việc Liên minh Mỹ-Anh tiến hành tập kích Houthi cũng đã vấp phải sự chỉ trích của Nga, Iran, thậm chí cả Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói, việc Anh tập kích Houthi là không cân xứng và Anh đang biến biển đỏ thành biển máu. Về phía Nga, Nước đang xâm lược Ukraine yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp, trong khi Iran lên án cuộc tấn công của Mỹ, Anh là hành động bất hợp pháp và cần phải dừng lại. Trong một thông tin khác, tại Liên hợp quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi các bên liên quan tránh leo thang căng thẳng ở biển đỏ. Trong một tuyên bố được Stephen Dujaric, người phát ngôn của ông Guterres đưa ra, người đứng đầu Liên hợp quốc cảnh báo rằng người Houthi phải ngưng ngay lập tức tất cả các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận chuyển hàng hải quốc tế ở biển đó. Ông nói, những cuộc tấn công này không thể chấp nhận được vì chúng gây nguy hiểm cho sự an toàn và an ninh của chuỗi cung ứng toàn cầu và có tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế và nhân đạo trên toàn thế giới. Ông Guterres cho biết, các nước bảo vệ tàu của họ khỏi các cuộc tấn công của Houthi phải làm như vậy theo luật pháp quốc tế và không làm tình hình leo thang. Còn về phía Anh, Phát biểu từ Ukraine, Thủ tướng Rishi cho biết, Cuộc tấn công của Vương quốc Anh vào Yemen là hành động tự vệ nhằm giảm căng thẳng và khôi phục sự ổn định cho khu vực. Trong khi đó, tại Mỹ, khi được phóng viên hỏi có tiếp tục tấn công vào Houthi hay không, Tổng thống Joe Biden cảnh báo, Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng chúng tôi sẽ đáp trả người Houthi khi họ tiếp tục hành vi thái quá này. Theo số liệu, được ngũ giác đài công bố, cuộc tấn công vào tối thứ năm của Liên minh Mỹ-Anh đã đánh trúng gần 30 mục tiêu của phiến quân Houthi, 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong cuộc tấn công. Liên quan đến tình hình ở giải Gaza Ngày 12 tháng 1, trang web giám sát Internet Netblock cho biết có sự cố khiến giải Gaza mất gần như hoàn toàn Internet. Trang này cũng cho biết các dịch vụ viễn thông bao gồm điện thoại cố định, di động và Wi-Fi có thể không được cung cấp cho hầu hết người dân vào thời điểm hiện tại. Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết hoàn toàn mất liên lạc với các nhóm của họ ở Gaza. Hiệp hội cho biết, việc mất liên lạc làm tăng những thách thức mà các nhóm của họ phải đối mặt trong việc cung cấp dịch vụ khẩn cấp và tiếp cận những người bị thương với tốc độ cần thiết. Ở diễn biến khác, chính phủ Đức ngày 12 tháng 1 đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc trước tòa án hàng đầu của Liên Hợp Quốc rằng Israel đang phạm tội diệt chủng ở Gaza. Người phát ngôn chính phủ Stephen Hebechei cho biết trong một tuyên bố rằng Israel đang tự vệ sau các cuộc tấn công vô nhân đạo của Hamas vào ngày 7 tháng 10, 2023. Ông Hebechus cho biết, xét đến lịch sử nước Đức và tội ác chống lại loài người của Soa, chính phủ Đức đặc biệt cam kết tuân thủ Công ước Diệt chủng Liên Hợp Quốc được ký năm 1948 sau Holocaust. Ông cho biết Công ước đánh dấu một công cụ trung tâm theo luật pháp quốc tế để ngăn chặn một vụ thảm sát Holocaust khác. Vì lý do này, ông nói, Chúng tôi kiên quyết phản đối việc sử dụng công ước làm công cụ chính trị. Người phát ngôn chính phủ Đức thừa nhận những quan điểm khác nhau trong cộng đồng quốc tế về hoạt động quân sự của Israel ở Gaza. Ông nói, Tuy nhiên, chính phủ Đức bác bỏ một cách dứt khoát và rõ ràng cáo buộc diệt chủng chống lại Israel trước tòa án công lý quốc tế. Lời buộc tội không có cơ sở trên thực tế. Ông cho biết, Đức sẽ can thiệp với tư cách là bên thứ ba trước ICG theo một điều khoản cho phép các quốc gia yêu cầu làm rõ về việc sử dụng một công ước đa phương. Nam Phi đã đưa ra một vụ kiện khẩn cấp tại tòa án công lý quốc tế ICJ, bởi lý do Israel vi phạm công ước diệt chủng của Liên Hợp Quốc. Nam Phi muốn các thẩm phán buộc Israel phải dừng ngay lập tức chiến dịch Gaza. Tuy nhiên, cả Israel và đồng minh Mỹ đều coi lời buộc tội vô căn cứ và tuyên bố sẽ có biện pháp bảo vệ mạnh mẽ. Thưa quý vị, không chỉ Đảng Dân chủ Mỹ đang lo ngay ngáy ông Trump sẽ quay lại tòa Bạch Ốc. Mới đây lãnh đạo ngân hàng trung ương châu Âu cũng lo sợ viễn cảnh này sẽ xảy ra. Cụ thể, theo tờ Politico hôm 12 tháng 1, bà Christine Lagarde, chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu ECB, cảnh báo nếu ông Trump tái đắc cử, đó sẽ là mối đe dọa đối với châu Âu. Lý giải cho nhận định của mình, bà Lagarde nói, chỉ cần xét đến chính sách thuế quan thương mại, các cam kết với NATO và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đủ thấy điều đó. Chỉ riêng trong ba lĩnh vực này, trước đây lợi ích của Mỹ không phù hợp với lợi ích của châu Âu, bà Lagarde nói. Lãnh đạo ECB dường như đề cập đến chính sách nước Mỹ trên hết mà ông Trump đã theo đuổi trong 4 năm nhiệm kỳ từ tháng 1 2017 đến tháng 1 2021. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump liên tục đánh thuế Trung Quốc, tạo nên một cuộc chiến thương mại căng thẳng. Ông Trump cũng rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu để bảo vệ người lao động doanh nghiệp Mỹ. Ngoài ra, Ông Trump dọa rút Mỹ khỏi NATO bởi lý do các thành viên khối này quá dựa dẫm Mỹ, không chịu chi nhiều tiền cho quốc phòng. Ông Trump hiện là ứng viên tổng thống sáng giá của Đảng Cộng Hòa, bất chấp những vụ kiện chống lại ông. Một số nhà hoạch định chính sách dường như đã tính đến kịch bản của ông Trump, có thể trở lại tòa bạch ốc sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Còn tại Đông Á, các quan chức an ninh Đài Loan ngày 12 tháng 1 cảnh báo sau cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp Trung Quốc có thể tăng cường can thiệp vào chính trị nội bộ của Đài Loan để làm gia tăng xung đột và gây khó khăn cho tân Tổng thống. Cụ thể, theo phân tích của các quan chức an ninh quốc gia được Taiwan News trích dẫn, bất cứ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào hôm nay 13 tháng 1 vẫn sẽ phải đối mặt với áp lực từ Trung Quốc. Ứng cử viên Đảng Tiến bộ Dân chủ DPP lại Thánh Đức phải đối mặt với thách thức từ ứng cử viên Quốc dân Đảng KMT Hầu Hữu Nghi và Chủ tịch Đảng Nhân dân Đài Loan TPP Kha Văn Chiết. Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan ATI đưa tin. Hành động quân sự mạnh mẽ của Bắc Kinh khó có thể xảy ra ngay sau cuộc bầu cử vì tình hình trong nước của Trung Quốc đang bất ổn, bao gồm các cuộc thanh trừng trong quân đội. Tuy nhiên theo các chuyên gia an ninh quốc gia, Bắc Kinh có thể sẽ sử dụng các vấn đề trong nước để làm sâu sắc thêm sự tương phản giữa phe cầm quyền và phe đối lập nhằm kích động sự hỗn loạn. Các chuyên gia cảnh báo từ ngày bầu cử đến lễ nhậm chức của tân tổng thống vào ngày 20 tháng 5 Trung Quốc sẽ cố gắng gây ảnh hưởng đến niềm tin của ban lãnh đạo mới bằng các chiến thuật bao gồm cả việc cô lập hơn nữa quốc tế đối với Đài Loan. Bắc Kinh cũng có thể mời các chính trị gia mà họ cho là thân thiện đến thăm Trung Quốc, trong khi tiếp tục các biện pháp kinh tế như cấm nhập khẩu và thay đổi thuế ưu đãi đối với các sản phẩm từ Đài Loan. Bản tin trưa của DKN đến đây là kết thúc. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo về bản tin mới nhất của chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo